Trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại ngân hàng SCB, Bộ Công an làm rõ hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế nhận định, sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng, bà Lan đã đem đi đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc, đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2 trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Theo Thiếu tướng Thành, đây là vụ án lớn với số lượng bị can, người liên quan rất nhiều. Vì vậy, cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong hai giai đoạn. Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp. Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cho hay, cơ quan điều tra bước đầu xác định bà Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu, thu khoảng 30.000 tỷ đồng. Khó khăn bây giờ là xác định bị hại, những nhà đầu tư mua trái phiếu, Thiếu tướng Thành nói. Vị cục phó đề nghị những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà Lan và đồng phạm cần đến công an địa phương nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo. Đối với hành vi rửa tiền, Thiếu tướng Thành cho biết pháp luật đã quy định rõ những hành vi để rửa tiền. Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế lấy ví dụ như người phạm tội dùng tiền có được do phạm tội mà có, để sử dụng vào việc đầu tư, giao dịch ngân hàng, kể cả là tài trợ, từ thiện. Thông tin thêm, Thiếu tướng Thành cho biết số tiền mà bà Trương Mỹ Lan rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đầu tư, mua gom các bất động sản lớn trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài. Theo kết luận điều tra, với vai trò là Chủ tịch Vạn Thịnh Pháp, bà Trương Mỹ Lan sở hữu số lượng lớn các công ty con, công ty liên kết, giao cho người nhà, người thân tín điều hành, quản lý. Tại ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan dù không nắm giữ chức vụ tại đây nhưng lại là cổ đông chính, có thời điểm nắm giữ đến 85% cổ phần. Kết luận điều tra xác định, bà Lan dùng SCB làm kênh huy động vốn cho cá nhân mình, cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền trong SCB. Vốn là tiền của người dân và khách hàng gửi vào ngân hàng. Với các thủ đoạn trên, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã rút ruột 304.096 tỷ đồng của SCB. Số tiền này đến nay không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Kết luận điều tra xác định, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại với tổng số tiền là 415.000 tỷ đồng. Đáng chú ý trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kê biên khối tài sản đồ sộ của bị can Trương Mỹ Lan. Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án. Ngoài ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên. Bên cạnh đó còn có một số tiết kiệm, thiết bị điện tử và các đồ vật khác. Vậy trong nước, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp có những tài sản nào? Đó là những tòa nhà triệu đô. Đầu tiên phải kể đến là khách sạn Dai U, tổ hợp trung tâm thương mại Đi Hà với tổng diện tích gần 3 hectare. Khách sạn Dai U Hà Nội 5 sao, khu văn phòng Đi Hà Business Center và khu căn hộ cho thuê Đi Hà Service Apartment. Trong thời gian đầu hoạt động, Dai U là khách sạn lớn nhất của Hà Nội, thu hút giới doanh nhân và nguyên thủ các quốc gia chọn là nơi nghỉ ngơi khi đến Việt Nam. Khách sạn Dai U Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa với 4 mặt phố bao quanh, nằm ở trung tâm cửa ngõ phía Tây của Hà Nội với hơn 400 phòng nghỉ. Phần không gian mở của cụm tổ hợp Dai U hướng về phía Hồ Thủ Lệ. Trước khi về tay Vạn Thịnh Pháp, khách sạn Dai U trải qua 3 đời chủ. Đến năm 2015, công ty cổ phần Bông Sen công bố tại Đại hội đồng cổ đông có kế hoạch đầu tư 3.650 tỷ đồng để sở hữu 51% vốn khách sạn Dai U Hà Nội. Như vậy, tổ hợp khách sạn Dai U được định giá lên tới gần 7.160 tỷ đồng vào thời điểm năm 2015.
Đến năm 2016, công ty Bông Sen đã mua được 34,83% vốn khách sạn, nhưng sau đó công ty không công khai tiến độ thương vụ này. Cho đến phiên tòa này, qua lời khai của bà Trương Mỹ Lan thì Bông Sen Corp khi ấy là chủ khách sạn Dai U. Toàn bộ khối tài sản này, gia đình bà Trương Mỹ Lan chiếm trên 93% cổ phần. Trong phiên xét xử, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị bán khách sạn Dai U để khắc phục hậu quả của vụ án. Cách khách sạn Dai U vài chục mét là tòa nhà Capital Plain 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, là tòa nhà văn phòng hạng A với hai tòa tháp văn phòng cao 37 tầng. Diện tích cho thuê thực là 100.000 m². Về kiến trúc, Capital Plain lấy cảm hứng kiến trúc hình ảnh con rồng từ trong truyền thuyết dân gian Việt Nam. Ý tưởng vẩy rồng trên nền kính và thiết kế của tòa nhà để mô phỏng một con rồng đang bay nhảy. Tòa nhà vốn là một phần của dự án Vinhome Metropolis, sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân công ty cổ phần Twin Beach thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Singapore Capitaland. Đầu năm 2022, Capitaland thông báo thoái vốn khỏi tòa nhà Capital Plain và chuyển nhượng tòa nhà văn phòng này cho một bên thứ ba với giá trị là 751 triệu đô la Singapore, tương đương là 550 triệu đô la Mỹ, khoảng 12.500 tỷ đồng. Chủ mới tòa nhà văn phòng tọa lạc tại trung tâm quận Ba Đình, Hà Nội, được giới thiệu là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vivaland. Vivaland từng được giới bất động sản nhắc đến là doanh nghiệp có mối liên hệ với Vạn Thịnh Phát. Trên website chính thức của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trước đó cũng xuất hiện thông tin Vivaland là đối tác. Một tòa nhà đẹp lộng lẫy giữa thủ đô, giá trị hàng trăm triệu đô la Mỹ, nhưng bấy lâu nay thiên hạ vẫn chỉ dừng lại ở việc đồn đoán về chủ nhân của nó. Sự giàu có xa hoa cùng những bí ẩn thâm sâu trong gia tộc Trương Mỹ Lan được hé mở một phần khi bà Lan phải đứng trước tòa. Với tư cách bị cáo trong một vụ đại án vô tiền khoáng hậu, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận đây là tài sản của gia đình mình, được mua với giá là 700 triệu đô la Mỹ, chưa kể chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện. Nay bị cáo muốn bán tài sản này với trị giá là 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tòa thông báo đã nhận được thông tin con gái bị cáo Lan gửi cho hội đồng xét xử thì tòa nhà Capital Plain 29 Liễu Giai dự kiến được trả khoảng 360 triệu đô la Mỹ, chứ không phải là 1 tỷ đô la Mỹ như bị cáo Lan nói. Xây dựng trung tâm thương mại trên đất vàng. Ngoài những tài sản khổng lồ được bị cáo Trương Mỹ Lan lần đầu xác nhận tại tòa, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt dự án đắc địa tại trung tâm cung đường Nguyễn Huệ, nơi đặt trụ sở chính của Vạn Thịnh Phát, đồng khởi cùng các địa điểm xung quanh ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, quận 1, quận 3, trong đó phải kể đến khách sạn 4 sao Plain Hotel Sài Gòn trên đường Nguyễn Huệ, thuộc quản lý của công ty cổ phần Bông Sen, công ty con của Vạn Thịnh Phát. Cũng tại khu đất vàng trung tâm quận 1, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu khu phức hợp trung tâm mua sắm Union Square với 4 mặt tiền, đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, gần kề với trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nơi này có tổng diện tích sàn lên đến 91.000 m², quy mô 6 tầng hầm và 9 tầng nổi, trong đó có 5 tầng nổi là khách sạn 5 sao. Kế đến là trung tâm mua sắm An Đông Plaza và khách sạn 5 sao Windsor Plaza, đường An Dương Vương, quận 5, cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. An Đông Plaza và khách sạn 5 sao Windsor Plaza có tổng vốn đầu tư hơn gần 1.300 tỷ đồng, với tòa nhà cao 25 tầng và trung tâm thương mại, hội nghị. Windsor Plaza là khách sạn đầu tiên do tư nhân Việt Nam đầu tư và quản lý, đạt tiêu chuẩn 5 sao và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn như hội nghị APEC năm 2006. Thời điểm hiện tại, An Đông Plaza, Windsor Hotel vẫn hoạt động bình thường nhưng lại rơi vào trạng thái khá vắng khách. Một tài sản khác được bị cáo Trương Mỹ Lan nhắc đến tại tòa chính là biệt thự cổ nằm tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3. Căn biệt thự cổ được xây dựng trên khu đất 2.819 m² theo kiến trúc pháp cổ, là nhà cấp 2, 3 gồm 2 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000 m². Vào năm 2013, khi thị trường bất động sản diễn ra sôi động, căn biệt thự trên 100 tuổi này được giao bán với giá là 47 triệu đô la Mỹ. Nhưng đến năm 2015, công ty cổ phần Minerva được bà Lan đứng tên chủ sở hữu đã mua thành công với trị giá là 35 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 700 tỷ đồng theo tỷ giá giai đoạn đó. Ngay sau khi mua lại căn biệt thự này, bà Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, lực lượng chức năng đã đến nơi làm việc, rồi nhà thầu đã thông báo đóng cửa công trình, ngưng thi công. Trả lời trước tòa, bị cáo Lan xin giữ lại căn biệt thự này
vì là di tích cổ, gia đình muốn bảo tồn. Một mắt xích quan trọng trong vụ án Vạn Thịnh Phát là bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của Trương Mỹ Lan, người nắm vai trò là cổ đông chính, sở hữu 99,26% cổ phần và chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square, doanh nghiệp sở hữu tòa nhà Times Square tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1. Times Square là cao ốc phức hợp nằm ở vị trí trung tâm đường Nguyễn Huệ. Tòa nhà cũng được xem là trái tim của thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thể kiến trúc của Times Square gồm tòa tháp cao 39 tầng, 163,5 mét, có khối bệ 6 tầng và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng khoảng 90.000 m². Chiều cao của Times Square lên tới gần 165 mét và là tòa nhà thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh có sân đậu trực thăng trên sân thượng. Toàn bộ mặt ngoài của Times Square là The Riverside Sài Gòn, được giới thiệu là một trong số những khách sạn 6 sao đầu tiên ở Việt Nam, từng ở vị trí thứ tư trong danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới. Khách sạn có mặt tiền hướng ra đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ với thiết kế vương giả lộng lẫy, tinh xảo đến từng chi tiết, vừa phóng thoáng hiện đại lại vừa cổ điển quý phái. Bị cáo Chu Lập Cơ thừa nhận đồng ý để vợ là bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, huy động vốn, vay vốn ngân hàng SCB thực hiện công trình tòa nhà Times Square, khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại. Sau đó, ông Chu Lập Cơ lại thống nhất với vợ sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, pháp nhân do bà Trương Mỹ Lan chỉ định. Công ty Times Square ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chấp thuận thế chấp để hợp thức hóa giấy tờ bảo lãnh khoản vay tại ngân hàng SCB, giúp cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột tiền tại SCB gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng. Những khối tài sản khổng lồ của bà Lan từ đâu mà có? Những thương vụ mua bán hàng trăm triệu đô la chỉ trong chớp mắt mang dấu ấn Trương Mỹ Lan. Chỉ đến khi bà Lan bị bắt, truy tố về ba tội danh, tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, thì cả xã hội mới bàng hoàng và vỡ lẽ. Bị cáo rút ruột của ngân hàng SCB 1 triệu tỷ đồng. Từng đó tiền thì bà muốn làm gì cũng được. Những góc khuất sẽ được hé lộ và phơi bày những cuộc tranh luận tiếp theo tại phiên tòa, cũng như quá trình điều tra giai đoạn 2 của đại án này. Cơ chế đặc biệt thu hồi tài sản vụ án Vạn Thịnh Phát cần thống nhất rất cao giữa các cơ quan để dễ áp dụng, thi hành án nhanh. Ông Nguyễn Văn Hòa, Cục trưởng Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh nói tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp vào sáng ngày 10 tháng 4. Tài sản cần thu hồi trong vụ án Vạn Thịnh Phát gồm khoảng 1.600 bất động sản, 23 mã cổ phiếu, cổ phần giá trị đặc biệt lớn. Đa số bất động sản nằm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các bất động sản này và đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đối chiếu các loại giấy tờ. Bên cạnh tài sản, theo ông Hòa, số tiền trong vụ án cần thu hồi ước tính là 465.000 tỷ đồng, có 80% tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số bị hại giai đoạn đầu không nhiều, nhưng giai đoạn 2 của vụ án lên tới 36.000 người và có thể tăng. Ở giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu trái pháp luật từ năm 2018 đến năm 2020, chiếm đoạt khoảng 30.000 tỷ đồng của hơn 30.000 người dân. Ngoài ra, bà Lan và nhiều bị can còn bị điều tra tội rửa tiền. Tính pháp lý của các tài sản và dự kiến tình huống xảy ra khi thi hành án cũng được tính đến. Chúng tôi đã trao đổi với cơ quan điều tra để nắm rõ bản chất của dòng tiền, tính chất các tài sản nhằm đảm bảo thu hồi tối đa, nhanh, đúng pháp lý, tránh xảy ra điểm nóng. Ông Hòa cho hay, cho rằng khó khăn đầu tiên khi thu hồi tài sản trong đại án Vạn Thịnh Phát là các quy định còn chồng chéo. Ông Hòa đề nghị các cơ quan sớm sửa đổi pháp luật thi hành án phù hợp thực tế, đảm bảo nhanh hiệu quả. Ông đề xuất Bộ Tư pháp tăng cường nhân sự, biên chế cho Thành phố Hồ Chí Minh để thi hành vụ án Vạn Thịnh Phát, bởi Cục Thi hành án dân sự đang rất áp lực.